Rồi mình nhá. Bây giờ đầu tiên là khái quát qua về cái vấn đề về em học trước rồi. Về những cái đồng hồ trên kia thì biết sử dụng hay chưa đã? Em biết sử dụng hết rồi. Em biết sử dụng hết rồi. Biết sử dụng hết rồi thì rồi lời gọi nhá. Cái đồng hồ này, như đồng hồ này biết sử dụng như thế nào? Đâu? Đâu? Từng thang một đi, từng thang một xem nào. Không. Nói sao? Đây lấy đồng hồ nó rõ hơn. Đâu? Đi từng cái một cho nó chắc chắn xem. Thang người đang đầu tiên á. Thang này thang gì? Đầu tiên này chưa sử dụng nhiều. Cái thang này nhá. Thang này là thang đo điện cảm ứng. Điện cảm ứng là gì? Đây. Nghe chưa? Tức là nó kêu này. Cảm ứng là tức là khi cái đường nguồn điện nó đi qua là nó sẽ là đo thang cảm ứng. Dòng điện. Nhìn vào đấy, nhìn vào người. Thang LCV là thang đo điện cảm ứng. Điện cảm ứng thì trên cái đường điện mình muốn đo. Như cái thang này là chỉ mang tính chất trên là tương đối, không mang tính chất chính xác. Tức là đo em cảm ứng một đường điện từ điểm A đến điểm B xem nó có bị đứt hay không. Tức là đấy nó sẽ kêu nó đưa thử vào sân nào. Mình chỉ đưa nó là cảm ứng đưa ngay dây trước mặt em ấy. Dây trước mặt đâu, dây xoay về thang ấy đâu. Đấy. Thế thì không tặng mưa bóng. Đây. Yeah. Nó sẽ vì đây là cái bếp từ của mình đang bật, nhưng nếu mà tắt đi thì nó sẽ bắt điện, nó sẽ bị ngừng được. Thấy chưa? Không, tức là trên một đoạn dây, trên một đường dây đi từ điểm A đến điểm B. Nó, nếu nó đứt đây như thế này là nó đứt này. Mình tắt hát đi thì đoạn này nó không có điện thì nó không cảm ứng được. Thì mình xác định đoạn dây là bị đứt. Nhưng nó chỉ bằng tính chất là tương đối thôi, chứ không bằng tính chất là tuyệt đối. Đó, bật lên này. Thấy chưa? Đó. Tức là khi mình xác định cái thang LCV đấy mình đo điện cảm ứng. Nhưng mà nó chỉ mang, như anh nói, nó chỉ mang cái tính chất là tương đối chứ không thể mang tính chất là tuyệt đối là chính xác hay không của cái đấy. Nhưng mà cái đấy thì anh chỉ khuyến khích là đo cho vui thôi. Đấy, chứ còn nhiều thang mẹ kìa em kìa. Nó đứt một giây. Ví dụ nó đứt một giây, đứt dây âm. Nó còn lại một giây dương. Thì có thể nó vẫn sinh ra là cảm ứng nó vẫn đo được. Đúng 16 tháng. 6 tháng đến 10 tháng. Thì là cái đấy là nó sẽ sinh ra đo điện cảm ứng dòng điện. Tức là ví dụ như điện chạy trong tường của mình hay là điện đường điện mình chạy kia, mình có thể đo là cảm ứng từ điểm này đến điểm này có điện hay không. Nhưng mà anh đã nói nó chỉ mang tính chất tương đối chứ không được mang tính chất tuyệt đối. Đó, tức là thang đo điện cảm ứng nhá. À, đây sự lực tiếp. Còn cái thang tiếp theo có là thang gì? Theo bộ dòng điện xoay chiều. Như thế nào gọi là dòng điện? Dòng điện là dòng từ điểm có điện tiến cao như thế. Không. Đây em. Thang này là thang đo điện là thang kẹp dòng. À, nó không phải đo điện kẹp dòng. Tức là kẹp dòng, ví dụ như cái bếp từ này. Đo công suất. Mình sẽ đo cái này thì đo một chân. Đo một dây này, hoặc một dây này. Như bây giờ anh hiển thị này là 6A. Nhưng nếu bây giờ anh tăng hết công suất nó lên, nó sẽ là tài hiển thị cái này là 8A. Nhưng nếu mà cái số 1 đứng đằng trước, số 9 này đọc là 19A. Còn nếu mà số 0 đứng đằng trước đọc là 9A. Đây. Nhìn nhé. Như này là 9A đúng không? Nếu số 1 đứng đằng trước là 19A. Đọc này mấy ai? Em chỉ quan tâm đến số đứng đằng trước, không quan tâm số nhảy sau. Đọc này là 6A hoặc 7A. Cái số đằng sau số nhảy cái đó, kẹp dòng bất kỳ thang cái này cũng đều được.
thấy chưa? Không được kẹp một cái hai tháng như thế này nó sẽ không ra được, và mình phải kẹp từng dây một. Đây là đo kẹp xong. Ví dụ em muốn làm điều hòa, muốn là tại sao trên điều hòa nó có là 3A, muốn là hay áp 10A, nhưng áp 30A tức là cái áp để chịu đựng được điện áp 30A đi qua, đúng chưa? Như bây giờ là đang là 6A, mình cảm động là đọc 6A. Nếu như không có hai số không đúng đằng trước thì đọc là 0.6 nhé. Thầy đóng bao nhiêu? Thầy đóng thằng nào của anh ý bắt lại cho anh. Ông nào đấu gác đi này, à, thầy đóng gì này? Kẹp cốt vào. Kẹp cốt thì cái áp nó như thế, bắt sân tận giải chắc cái bắt cái kia thì không hay, con chết to anh. Rút điện ra chưa, sợ đây rút điện chưa, bắt lại đi hai đây đi. Làm ăn hời hợt thế. Thế thì tức là cái đấy số 1 đứng đằng trước thì mình sẽ đọc là 19A hoặc đọc 10A. Còn nếu hai số 0 đứng đằng trước thì mình đọc là 0.6 hoặc 0.4 nhá. Cái số đó nhảy đằng sau cái đó không quan tâm. Cái đấy anh nói xong có để ghi ra, hoặc không cần ghi thì phải nhớ nhá. Tức là cái đấy nó sẽ là cái dòng đo dòng tứ thụ. Tại sao như áp nhà mình nó ghi áp 30A, nhưng mình hiểu 30A là gì đã. 30A nó là tổng chịu đựng được, tổng của cái nhà này nó sẽ, nếu đến 30A nó sẽ chịu đựng được. Còn đến quá 30A thì cái áp nó sẽ nhảy. Đó, như cái con áp này nó ghi C16 tức nó chỉ được chịu được tối đa là 16A thôi. Tức là quá nếu cái bếp từ này lên nó tiêu thụ đến 30A là nó sẽ nhảy liên tục. Tức là mình nhìn trên cái thiết bị đấy thì mình phải nhận dạng ngược. Thấy phải không? Nó chịu đựng được bao nhiêu A. Đây là đơn, cái rất đơn giản là mình phải nhận dạng được cái đấy đó. Thì là như thế là mình đọc nên là thang đây là thang kẹp dòng điện tiêu thụ, đúng chưa? Mình xác định là dòng điện tiêu thụ của một cái vật nào, như con bếp từ này chẳng hạn nó tiêu thụ lên 5A hay 10A, thì bảo anh bảo ví dụ anh bảo em kiểm tra đi xem con đấy nó chạy mấy A, thì mình phải kẹp từng dây một chứ không kẹp hai dây nhá. Nếu cái dây không có thì phải sạch ra thì mình mới kẹp dòng được, hiểu chưa? Đó, đây là về tháng tiếp theo. Như thế nào gọi là xoay chiều? Không phải đổi chiều liên tục. Điện áp xoay chiều tức là điện áp không phân cực, chứ không phải là đầu đổi chiều liên tục nhá. Bây giờ như cái quạt em cắm là em cắm bên chiều nào cũng được, tức nó không phân cực. Tức đấy người ta gọi điện áp xoay chiều. Này điện áp không phân cực, A cực âm mà cực dương. Nhớ chưa? Đấy, nói tóm lại là điện áp xoay chiều là gì? Điện áp không phân cực, âm dương. Quạt mình cắm chiều là chỉ là cứng bóng đèn đúng không? Nếu như nó phân cực thì nó sẽ là gì? Nói to rõ ràng thành vạch lên. Phân cực là điện một chiều. Như thế nào gọi định nghĩa điện một chiều? Một chiều nghĩa là nó chỉ có đi từ cực dương về cực âm. Nói như này dễ hiểu này. Điện một chiều là điện được phân cực âm và dương cộng và trừ. Nói đơn giản như thế cho nó dễ hiểu, không lại đi lòng vòng. Đi cái gì mình làm sao nó dễ hiểu đi. Ví dụ như mình ắc quy xe máy chắc là gặp rồi đúng không? Thì nó có cực âm và cực dương đúng không? Là đỏ, người ta khi là đỏ và đen, thì đỏ là dương hoặc đen là mát. Thế đấy là gọi phân cực. Thế nếu em đấu sai cực thì nó sẽ không sáng, đúng chưa? Đó, tức là mình phải lốp la mình hiểu là như thế.